lần đầu tiên được cái ăn cái con tu hài mà lại còn ăn sống như này mọi người ạ. Đây không biết tu hài gì ấy nhỉ. Tanh không? Không. Không tanh không tanh nữa. Nhưng mà nó cần ăn vị nó gần giống hàu ấy. Gần giống hàu nhưng ngon không? Ừ. Ngon phết đấy. Mềm. Mềm thịt. Mềm thịt. Em nghĩ nó phải giòn lắm chứ nhỉ. Nó như kiểu con chai chai ấy mọi người ạ. Cho chim nó nữa. Xem cái miếng mới này nào. Ngon phết đấy. Ngon mà. Ăn thịt nó nộp. Ăn xuống. Ây, lấy thêm ra chứ sợ nó chín mất. Lấy mấy con nữa ra thì ăn. Ngon phết. Khói quá. Ngon lắm mọi người ạ. Đang thử ăn sống thấy khá là ngon. Thế nên là mình sẽ lấy thêm. Lấy thêm ra để ăn mọi người ạ. Ăn sống. Ngon. Còn món này đá đấy. Chỗ kia nhúng mẻ sao. Đấy này anh ơi. Đấy này trắng này đẹp này. Đó. Đấy trắng đẹp. Đấy. Ok. Trắng đẹp luôn. Ngon luôn. Lấy nhiều ra để ăn sống. Anh em mình khoái ăn sống lắm mọi người ạ. Ăn sống ngon phết đấy. Giòn. Đó. Cứ lấy nhiều ra. Có nhiều mà mọi người. Nó chưa. Cái này nó chưa. Vẫn còn sống nguyên. Chưa bị hấp hơi lên. Không sợ. Ăn tái cũng ngon mà. Rồi. Dứa vào tao thì ngon mà. Ăn hết con. Luôn ấy. Ui dồi. Nhưng mà mình thấy ngon. Ăn nó ruột. Ok. Rồi cái này. Cái này nhúng lên chân. Em thử con này. Ngâm từ lúc. Ngâm từ lúc lâu chắc ngon lắm nhỉ. Lúc nãy chấm ít mù tạt quá. Không đủ độ phê mọi người ạ. Bây giờ mình phải chấm nhiều mới phê được. Nào cho tiếp vào. Nhúng. Khoái. Cũng đấm à. Không có vị gì đâu. Một tản này nhạt lắm. Mới à? Cái này mới à? Lấy thêm quả chanh nữa đây. Lấy thêm chanh. À, ngon nhá mọi người nhá. Nó không tanh nữa. Cái nhúng chanh mà nó không tanh nữa, nó giòn. Nó giòn giòn đấy. Ăn nó cũng ngọt ngọt. Quả chanh to như quả cam nhưng mà nước thì... có tí nữa. À, cũng nhiều nước đấy. Không biết đâu. Anh em mình là rất khoái cái món sống. Mai lại phải làm ít cá hồi Sapa về nhỉ. Cá hồi lấy về con một cái loại sống đấy đấy á. Xong rồi ăn sướng mọi người. Cá hồi đấy phải tầm độ hai người một con hoặc là mỗi người một con. Ừ, mai tao mày mỗi tao một con. Ok không? Ừ, đang định ăn miếng này. À, ừ, chuyển bên này sang. Đây, miếng này mới, cũ. Đó. Đầu cái gì? Đầu còn lâu với nó. Hai bát. Ok, chén tiếp. Đây. Coi như là vào rửa nước chanh thôi chứ còn... Ngon. Mù tạt này không cay đâu. Thôi đấy. Không cay mà. Chồng cho thêm mù tạt vào anh ạ. Từ từ tao làm nốt miếng này đã. Wow. Này nhỉ. Nhìn này. Tư. Cho thêm miếng này vào. Từ từ. Cho thêm miếng này vào. Đây là cho thêm một ít thế này. Wow. Ngon đấy. Ngon lắm. Ngon lắm. Ui phê.
ra đều bình thường thôi. Ai mê những cái vị gọi là mù tẩn này thì sướng lắm. Ngon mọi người ạ. Ôi, cái món này ăn sống ok đấy. Phê đấy, đấy. Nhìn cái thịt nó như em cho vào đây. Thịt nó như con trai trai này. Nào đây. Nữa đi. Thôi. Không việc chắc gì. Chắc em một chấm. Không việc gì. Không. Không phải nữa, ngon. Ngon. Đùa, sụt sệt thế nhỉ. Thì cho vào đây tao ăn cho. Ok. Đấy, rồi, ôi giời. Thôi, rồi, thế thôi. Đấy thôi, được rồi, tao tự lấy. Rồi. Ok. Chấm không? Từ từ. Anh mày... đúng kiểu Nhật là phải quyết cái này trước rồi ạ. Đây, này, này. Thế mới gọi là Nhật. Thế bẩn, tay bẩn, lớn tay bẩn. Bẩn thiểu. Tay người ta Nhật nhưng mà người ta Nhật sạch. Mình Nhật nhưng mà Nhật bẩn. Mời mọi người nhá. À. À. Hậu quay à. Hậu quay à. Hết rét luôn mọi người ạ. Đang mùa hè mà trên mình tự nhiên rét. Chả biết rét đang bân qua rồi mà không biết tiếp tục cái mùa rét này là rét gì nữa, rét nàng gì nữa. Rét nàng à. Ngon. Ok nha mọi người nhá. Không biết là ăn sống nó ngon mà nó chín là nó ngon không. Bây giờ chưa có gia vị mình thử trước. Thử tí nhá. Từ đang khói nghi ngút. Thì em phải thử miếng á. Dài lắm. Dài á. Ừ. Cũng ngon. Phải chấm mù tạt chứ. Chấm mù tạt nó mới ngon được chứ. Ừ. Mời tất cả mọi người nhá. Nó đổ nó ra đã. Ừ. Dai rồi. Hả? Thế dai đúng không? Dai. Không phải ngon kiểu. Anh như kiểu silicone có vị. Ngon vắt nhưng mà dai. Silicone có vị là cái gì? Đấy. Bây giờ sẽ đem làm món tiếp tục đi nhúng mẻ nhá mọi người nhá. Đây. Mình đã thiết kế một cái nồi khá là đặc biệt rồi. Bếp đặc biệt. Đi. Ok nha mọi người nha, đây là bếp của hai anh em mình. Mỗi người sẽ một bếp. À còn đây là nước mẻ mình đã chuẩn bị sẵn để nên làm có để làm nước nước dùng đấy. Ăn như ăn lẩu luôn. Lẩu nhúng mẻ mọi người ạ. Đây gọi là hải sản tu hải nhúng mẻ. Tu hải nhúng mẻ. Ngon phết đấy, ăn nó dai, nhá được lâu. Ăn nó đỡ tốn mọi người ạ. Còn cứ cho vắt hết rồi, vắt hết rồi. Ôi. Anh dụi làm đấy rồi. Còn đúng mẻ rồi. Đâu. Vẫn thế. Bình thường. Che lại cho nó. Cho nó sủi. Ok nhá mọi người nhá. Bây giờ sẽ sủi rồi. Sẽ thử cái vị xem xem đủ mắm muối chưa. Để em chưa sủi. Thế là sủi, gần sủi rồi. Bây giờ sẽ bắt đầu nhúng mẻ con tu hải nhá. Ôi, lúc sống thì cái lưỡi nó rất là to nhá, nhưng mà lúc chín thì nó mình thấy nó thành đấy hết rồi. Lúc trồng nó như kiểu lưỡi ngạn ấy. Cho vào đây. Nhúng vào mẻ. Có mấy con anh đấy hết rồi. Anh rút lưỡi hết rồi. Đây, tao rút có khoảng tầm chục con mà mày bảo tao rút hết. Lưỡi nó đây này, lưỡi nó bé chứ. Như kiểu lưỡi ngạn luôn rồi ạ. Lưỡi nó bé chứ không phải là mình rút hết. Đấy. Wow. Mọi người thấy quả bếp của anh em mình đặt cơm. Trông như ở cháo anh nhờ. Ờ, mẻ mà. Cháo mẻ. Nhúng mẻ. Cháo nào là cháo mẻ. Mẻ là mẻ, cháo là cháo. Mẻ ăn cháo. Cho cháo ăn mẻ, à cho mẻ ăn cháo. Ừ, chua. Chua này thì đúng ý Mao Đệ, chua lắm. Ừ. Các cái vị chua mới cả kia, chua chát ngon lắm, mà thích. Đắng cay cuộc đời, ui quên phải cắt ra lấy ít ớt vào đây mọi người. Ok. Đó. Mày có ăn ớt không? Có, cho em một tí. Tí rồi.
Rồi. Cay. Ôi, cay gì mà cay. Tôi ok đấy mọi người nhá, sủi rồi. Chính làm gì nữa? À, của mình thì nó như kiểu là úi, thấy chưa? Bốc khói, bốc hơi. Sao của em mà chưa sôi nhỉ? Của anh sôi rồi, sủi rồi. Nó sủi lăm tăm thôi, tí nữa này. Từ từ. Nó chưa sủi hẳn nhưng mà lục bục ở dưới rồi. Nhưng mà chén được rồi. Chén dần được rồi tại vì cái này hấp đã gần chín rồi mà. Mời mọi người nhá, ăn thử xem con chín với con sống con nào ngon hơn. Nãy ăn không nhúng mẻ thì không ngon đấy. Em cũng sôi rồi. Nhưng mà nhúng mẻ ăn khá là ngon nhá. Nhưng mà mình vẫn khoái ăn sống hơn. Mời mọi người nhá. Sạn nhỉ? Sạn lắm. Mổ rồi nhưng mà vẫn sạn. Dài nhỉ? Ăn sống vẫn ngon hơn nhỉ? Đúng không? Hả? Tùy gì? Em lại thấy ăn chín như này ngon hơn. Mình thấy ăn sống ngon hơn nhưng mà ăn chín này cũng ngon mà. Cũng ngon. Nhưng mà hơi sạn. Tại vì ăn chín này nó dai hơn mọi người ạ. Không biết là con này lúc khi nó sống hẳn vừa bắt từ biển lên ấy, xong anh em mình ăn nó sống luôn ấy, nó có giòn không, nó có dai như lúc chín không? Nếu mà nó dai như thế thì ăn sống ngon hơn. Chín chắc chắn là dai hơn rồi. Ăn cái phần bụng của nó hơi sạn sạn ấy nhỉ, làm sạch đấy, rồi mà vẫn sạn. Cắt bỏ đi, cắt bớt đi. À, lúc chín nó sẽ như thế này, lúc sống thì nó dài nhá, lúc chín thì nó co lại hết này, cái lưỡi phần lưỡi nó còn bé tí đây này, đó. Đây. Nó làm nhúng mẻ ngon nào. Rồi. Đó, ai bảo không sủi, sủi xuống sục đây này. Đó. Sủi xuống sục nhá. Giống như lẩu cháo ấy. Nhưng mà đây là mẻ nhá mọi người nhá. Rồi. Đấy. Đấy. Một em. Hai em. Ba em. Ui giời, bốn em. Ngon. Ăn kiểu này nó mới ngon này. Dưới luôn nước xì dầu ngụt tạt lên. Và ăn nó mới đủ miếng được. Ăn từng con một được. Lâu lắm. Em không ăn bê, em không ăn đấy nữa. Em không ăn xì dầu ngụt tạt nữa. Em ăn xì dầu riêng ngụt tạt riêng. Còn mới phê anh ạ. Ngon. Mấy con này sạch. Không bị sạn, ngon hả? Phải ăn xì dầu riêng một tạt riêng là mới phê. Chấm đông xì dầu nhá. Chấm đông một tạt. Ui. Nhiều đấy. Góp nhiều vào. Chỉ thế này thôi. Đến này thôi là được phê rồi. Lấy những cái đầu ăn đỡ sạn. Ui con này to này. Con này mới là con to này. Cắt lấy cái đầu ăn đỡ sạn. Ui ăn cũng khổ rồi. Đấy đây. Một sốc, một tạt sốc xuống. Chết rồi. Nồi của mình lại bị Tao ở đây cho ăn ké. Còn khiến. Món này nói chung là món này ngon luôn ạ. Được. Nếu mà mọi người ăn cái nồi lẩu ăn cơm ấy, nó bắt đầu quánh chén cái này phê đấy, bị ngon đấy. So với cái giá thành mà 70.000 đấy. Dạ. Sao của mình nó sủi bao bọc thế này, thế nên là nó sẽ bị nghiêng mọi người. Lửa to quá. Đấy. Ăn dần. À ghê thế nhỉ. Đấy, tao biết chỗ nào có sạn rồi.
bọng bọng ở dưới, bọng đèn bọng cứt nó có sạn. Đó, những cái này không có sạn nữa, khá là ngon. Rất so với những áo chua cay, so với những cái loại hải sản đắt tiền khác, con này giá 70.000 là ok nhá mọi người nhá, ngon.